Rồi, hello hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với RaLongNet. Rồi, hôm qua có một bài viết gây tranh luận rất là nhiều trên fanpage của RaLongNet, đó là nhìn bản sai áp lực nhảy. Thì cái bài viết này á, cái vấn đề của bài viết này là cái bản sai của nó ghi á là cái sai quần áo. Tại mình cái sai này á, là mình tìm thấy cái bản mà ghi cái sai này khi mà hôm qua em coi em mua đồ online đúng không, thì thấy là mua cái đồ tập này là đồ để mặc bình thường hay là đồ tập thể dục? Đồ mặc bình thường. Rồi. Quần áo rất tốt. Rồi, ở đây ghi là chiều cao là 1m45, thì yêu cầu là cân nặng dưới 36kg. 1m. Mặc đồ size 1m50. Size M là 1m50. Cân nặng dưới 40kg, size 1m55 là cân nặng dưới 44kg, size 1m60 là cân nặng dưới 48kg và 1m65 là cân nặng dưới 52kg. Rồi, cái phần ở dưới comment á thì rất nhiều bạn hốt hoảng về cái cân nặng của việc sai đồ này. Tại vì ví dụ như bạn Phương Loa mẹ nói là ôi em 1m45 em dư 4kg sao. Đầu tiên á, để mà tôi làm cho các bạn đỡ cái hoang mang, nghĩa là cái cân nặng này là cái cân nặng mà cái người bán hàng đúng không, họ muốn là họ nghĩ á là nó sẽ lý tưởng nhất và nó hợp lý nhất để mà các bạn mua và các bạn mặc cái đồ này để nó vừa vặn vừa người đối với size S. Nhưng mà sẽ có một cái thực trạng á, là ví dụ như á là cùng mức, ví dụ như cùng 45kg hay là cùng 50kg, nhưng mà ở cái người á mà tập luyện thể dục thể thao thì cơ thể của họ sẽ gọn hơn, hoặc cơ thể của họ sẽ ít mỡ hơn, cái số đo vòng bụng nó nhỏ hơn, cái số đo vòng đùi á thì nó cũng nhỏ hơn so với người đó nếu mà cùng là 50kg mà họ ít tập thể dục thể thao. Nên là ở cái khía cạnh này á, các bạn á hãy cố gắng tập thể dục thể thao đều đặn đi để cái số đo của bạn á sẽ bớt lại. Rồi ví dụ như bạn Thanh Thảo Nguyễn hỏi là tự nhiên xịu ngang. Rồi em đọc đi, bản này khắt khe với chị em quá, tính ra mình dư quá trời ký luôn, mình dư gấp đôi luôn. Ồ, nhiều bạn hoang mang luôn, bạn Yến như Nguyễn nói là cộng thêm 10kg, mình dư tới thêm 10kg lận. Rồi lướt từ từ rồi, bạn Sam Sam nói quan trọng số đo 3 vòng chứ cân nặng thì tùy khung xương nữa, cái này hợp lý. Nhưng mà nó có một cái thực tế như thế này nè, là em có thừa nhận là mình rất là khó thay đổi ngành thời trang không? Là hiện tại bình thường em coi là người đa phần là cái size đó là cái size chung khi người ta bán hàng hay sao? Đúng rồi, là một dạng quần áo, những cái dạng khác thì nó họ có quy định cái kích thước nó nhiều không? Khác, tùy chất vải, tùy cái form đồ. Ví dụ đồ thể thao thì sao? Đồ thể thao nó sẽ có SML tùy theo chiều cao, số đo. Nhưng mà là đa phần mà nếu mà ở 1m6 thì cân nặng khoảng tầm dưới 52kg dễ mua và mặc đồ hơn đúng không? Tại vì đa phần là mọi người không có tập thể dục quá nhiều. Bạn EV Biên hỏi là em đạt được như vậy rồi, em đạt được như vậy rồi gì đâu mà áp lực nhỉ. Hay là sẽ vẫn có người đạt được cái chỉ số đó nha các bạn. Nghĩa là cái khi mà các bạn, nhưng mà đây là cái bản sai, tại vì mình lấy hàng bên Trung Quốc đúng không? Ừ. Nên là cái bản sai thì sale sai người Trung Quốc đúng không? Đúng. Cái style người Trung Quốc người ta sẽ thích mấy cái thằng tiên tỷ tỷ là vai nhỏ, tay nhỏ, chân nhỏ đúng không? Thì ý là để đạt được những, để thấy được tay nhỏ, chân nhỏ, vai nhỏ, xương cánh bướm, rồi xương quai xanh này kia, thì người ta sẽ có những cái số đo đó, hiểu không? Còn nếu mà sale style Âu Mỹ á, thì người ta sẽ có số đo size nhưng, khác. Biết rồi, nhưng tức là cùng là size S, nhưng mà size S của châu Á khác, size S của Âu Mỹ. Nhưng mà đa phần người, cái form người Việt Nam mình á, họ tương gần giống tương đối với người Trung Quốc. Nên nếu mà thường là anh thấy là giống như bình thường em coi 10 cái shop bán quần áo á, là gần như là cả 10 shop đều bán đồ Trung Quốc hết, đúng không? Đâu, mọi em muốn nói là cái bản size này á, nó phù hợp với nó là một cái số đo lý tưởng cho những người thích cái style thanh mảnh, hiểu không? Nên nếu trong trường hợp người ta không thích style thanh mảnh mà người ta muốn mặc đồ đẹp thì sao? Không phải, tức là mỗi người phụ nữ á, người ta sẽ thích mỗi cái style khác nhau. Khác nhau, như hiểu. Có người thích da ngăm, có người thích da trắng, hiểu không? Thì như người Trung Quốc với châu Á là sẽ chuộng hơn á, hay Hàn Quốc á, nó sẽ chuộng da trắng với lại chuộng tay nhỏ, chân nhỏ, idol, K-pop này kia mặc rất tốt đúng không?
hiểu. Nhưng mà trong trường hợp giả dụ như mà người cao, ví dụ như ở đây có mấy bạn là trời ơi tôi cần giảm đến 14 kg, nhưng ví dụ bạn đó là nếu là bạn đó cần mua đồ thì bạn đó sẽ phải mua đồ gì 14 kg, mà với chiều cao của bạn đó là không có size để mua luôn, tại vì trong cái size hồi nãy đâu có đâu. Mua đồ bất size là không phải, ý là có phải là đây là size Trung Quốc đúng không, người ta theo cái phong cách của những diễn viên người mẫu Trung Quốc và Hàn Quốc đúng không, người ta sẽ thích tay nhỏ, chân nhỏ, xương này kia đúng không. Thì để đạt được những cái số đo đó đúng không, ví dụ như người ta thích bắp tay nhỏ như Yuna này kia, rồi eo nhỏ như này kia đúng không, thì có phải người ta muốn eo dưới 60 đúng không. Thì người ta phải đạt được cái số cân nặng tỷ lệ theo cái số chiều cao theo cái bảng này người ta đưa ra. Hiểu vấn đề em nói hiểu, không hiểu. Nói với anh nó muốn là rồi hiểu ok rồi, nhưng mà nếu như vậy thì cũng không nên quá áp lực khi nhìn vô cái bảng này đúng không. Áp lực hay không á là tùy nhu cầu mỗi người. Nếu cái người này á mà muốn vừa tay nhỏ vừa chân nhỏ, ví dụ như một người 1m4 đúng không, 1m45, người ta muốn chân người ta nhỏ và nhìn cho vẻ nó dài ra đúng không, thì có phải là số đo thì có phải là người ta phải 40 kg không. Đúng, hợp lý. Nếu mà người ta chỉ cần lên 2 kg thôi là qua ống kính là người ta đã to lên rồi đúng không. Thường một người á mà số ít ký đi, có số ký là ít, nhưng mà khi quay qua video á người ta đã tăng lên 5 kg rồi. Đúng rồi. Nên đạt được cái mục tiêu mà người ta muốn như vậy á, người ta phải đạt được cái số ký như vậy, hiểu không. Nên là trong cái việc mà tập luyện thể dục thể thao là phải cố gắng là phải kiểm soát cái vấn đề ăn uống đều. Bởi vì á, trong khi mà anh huấn luyện khách á, không phải có cái phần số đông á, là chỉ tập ở mức khoảng tầm 5 đến 7 điểm thôi. Chứ còn mà tập mà tuyệt đối 9 đến 10 điểm mà có một cái cơ thể mà nó rất là nặng cơ, nó rất là nặng xương thì nó sẽ rất là khó. Nên đa phần mọi người chỉ tập được nhẹ để giảm cân thôi. Nên cái vấn đề ăn uống là phải cực kỳ kiểm soát, đúng không em? Là hồi em 45 kg đúng không, quay clip lên là ai cũng nói em gầy đúng không, gầy này như me que này, rồi mặt không hết đúng không. Rồi bây giờ em chỉ tăng cỡ 1-2 kg lên là mọi người đã nói mặt em mập thù lù, mặt em bụp, rồi vai em đô, rồi tay thô này kia, mà vô tay tăng có 1 cm, eo thì tăng nhiều cm, nhưng mà như vậy là người ta đã cảm thấy là không hợp nhãn người ta rồi, hiểu không. Công nhận cũng phức tạp quá ha. Thật sự rất là phức tạp về số đo. Rồi các bạn có gặp phải cái tình huống về cái số đo mà các bạn khó mua đồ mặc, khó mua đồ size S hay không á, thì các bạn nhớ comment bên dưới cho mình biết nha, xem thử là các bạn đang bị dư hay các bạn đang bị thừa cân, hay là các bạn đang gặp phải cái vấn đề về cái cân nào mà các bạn khó mua đồ mặc hay không nha. Rồi xin chào, bye bye các bạn nha.